Nè, ông sư thầy kia, ông từ đâu tới đây vậy hả? Sao lại vào tận sơn động này để làm cái gì? Bộ ông không sợ tôi ăn thịt ông hay sao? Đừng tưởng ai cũng ăn chay như ông ngài. Bần tăng từ Trung Khựa qua đây, giữa đường hết lương thực. Ta đi chui, chưa có cách ly gì hết. Mà hễ người ta nghe tới người Trung Khựa là đóng cửa thả chó, nên mới liều mạng vào đây xin quá chuyên cơm đó mà. Chết rồi, toan rồi. Hiện nay thế giới vẫn còn dịch, vậy mà nó lại trốn cách ly. Tôi biết đại dương đang nghĩ gì, yên tâm đi, truyền thống bên tôi uy tín lắm. Nó nói là hết dịch rồi, nên yên tâm mà cho tôi xin cơm, xin xong tôi đi liền. Còn virus có lại không thì hên xui. Chắc hết dịch thiệt rồi đó mày, vậy cũng mừng à. Báo, nguy rồi đại dương ơi, nguy rồi. Bên Trung Khựa giấu dịch, nói dốc thế giới. Giờ tình hình phức tạp lại rồi à, đại dương ơi. Trời, nói dốc có tầm dữ mày. Ủa, dịch này có lây cho yêu quái không vậy? Hả, không sao đâu, bây giờ cách ly còn kịp, người đâu đem đi cách ly đi. Đúng rồi, nhớ mang bảo hộ vào đó nha, nếu 14 ngày sau mà không có bệnh thì nướng lên ăn thịt hết cho tao, đưa đi. Ờ, tại mày không á, tại huynh á, tại tao sao, tại huynh thẳng đói, thì đói thì không lẽ nó nọ. Hai cứ tụi bay cãi nhau làm cái gì vậy hả, rồi sư phụ đâu rồi, hả? Nãy ổng ngồi đây mà. Ổng bị bắt đi rồi sư huynh ơi. Sao bị bắt hoài vậy? Thì tại ổng đi vào chỗ yêu quái để xin cơm đó. Người ta nghi ổng nhiễm COVID-19 nên cách đi luôn rồi. Đợi 14 ngày sau mới ăn thịt. Hả? Trời đất ơi, đã sida mà còn xông pha hiến máu nữa. Ây chà, bây giờ phải làm sao đi hả đại sư huynh? Sư phụ bị nắm da đầu nặng dữ lắm đó. Ổng cạo đầu rồi mà, còn lo cái vụ gì nắm da đầu ở đây nữa. Bị giam 14 ngày tóc cưng cũng mọc ra nữa à. Ổng bị nắm nặng dữ lắm. Vậy là toan rồi, bị trói thì tay đâu mà gãi hả trời. Ây, trời cái tình à. Đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì có thừa mà. Giờ ổng lo đi cứu sư phụ đó mà lo tay đâu ổng gãi. Bị nắm da đầu thì mua dầu gội ron siêu trị nắm da đầu mà dùng. Trị nắm da đầu và gầu nặng cực kỳ hiệu quả. Nếu sư huynh sợ ổng ngứa thì vào đó gọi đầu cho ổng là được rồi chứ gì, thấy không? Nhưng em thấy nên cứu ổng ra thì hay hơn đó đại sư huynh à. Tự nhiên lẻn vào được đó cái gọi đầu xong rồi mình ra để ổng lại, vậy ta nói mình tào lao đại sư huynh ha. Gì ý kiến thôi, làm gì ngơi vậy? Vậy sư huynh nói đúng đó đại sư huynh à, mình đi cứu ổng đi, không có ổng thì không có ai ship kinh đâu. Để mày nói, tao đang rầu đây nè. Giờ một trong hai đứa nào theo tao đi cứu sư phụ đây, nhanh lên đi. Ê, để em đi cho, em rất kỳ quái cho. Ê, mình tính không đau không đau. Nè nè, để ở lại giữ hành lý cho ta đi. Heo nọc, cũng tại mày ham ăn mà ra. Đi với tao cứu sư phụ. Kêu để đi thì được, chứ đánh thì để thua. Để đi giữ ngựa cho. Nói ăn thì mày nhanh lắm. Giờ chốt mà, đi lẻ cho tao. Vậy để lấy cái bình khí, lấy bồ cào cái. Nhanh nhanh lên, bình khí nè vậy sư huynh. Cái thằng khứa này, câu giờ xíu cũng cho nữa. Sư huynh để tới liền. Muốn trốn đâu mà dễ. Sư phụ, con ngủ không nè? Ngủ không đó hả con? Con đâu rồi? Con ngủ không? Con ơi! Trời ơi, where are you now? Đâu nấu diễn nổi? Con đây nè. Đem vào gọi ron siêu trị nắm da đầu vào đây gọi cho thầy nè. Mày gọi đầu cho thầy hả? Mày đánh dữ vậy mày? Trời ơi, vào đây cứu ông chứ gọi đầu cái gì nữa không nổi. Cuối cùng mặt khỉ mày cũng lòi ra rồi ha, ngủ không ấy. Thôi, được rồi, để con cứu thầy ra. Hay quá ngủ không? Lần sau bất tào lao đi nghe, nghĩ sao đi xin cơm như quái á trời. Tại thầy tưởng làm vậy nó mới ngầu mẹ.